Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin cúng hương giới, hương định, hương huệ, hương giải thoát tri kiến lên mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, Thánh Hiền, chư lịch đại tổ sư từ bi chứng giám cho con. Kính thưa cùng toàn thể đại chúng, sáng nay là ngày 3 tháng 9 năm 2019, sáng thứ ba. Huynh đệ chúng ta gặp gỡ và chia sẻ cho nhau về cái bộ kinh Thắng Mang Sư Tử Hống. Hôm nay là kỳ thứ ba và bắt đầu huynh đệ mình vào Chánh Văn Kinh. Mong các huynh đệ vào đầy đủ để mà cùng học một lượt. Sáng nay thì tôi thức dậy từ lúc 5 giờ và làm xong cái trách nhiệm bổn phận của mình, rồi cũng ăn sáng, cũng uống thuốc. Có bữa nay là không có thời giờ để tụng kinh, cho nên giờ đốt với nén tâm hương. Hương đây là hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát tri kiến, ngũ phần tâm hương. Dâng lên cúng dường thập phương chư Phật, tôn pháp, hiền thánh tăng, đại tổ sư từ bi chứng giám cho thầy trò huynh đệ chúng con được học chánh pháp, được nghe chánh pháp và thực tập tư duy sống theo chánh pháp. Thưa quý vị, thì tôi thường hay nhắc nhở các vị nên cố gắng. Bây giờ cái tuổi của chúng ta, nếu mà tuổi đời mà từ 40 trở lên đó, thì coi như là hơn nửa đoạn đường của đời người rồi. Thì mình, cái ngủ của mình đã làm sao một đêm như vậy, từ 5 tới 6 giờ đồng hồ là đủ. Thật ra chúng ta thấy mấy người mà ngủ nhiều á, thì dường như ít có người nào gọi là được thông minh lắm. Ngủ mà ngủ nhiều, ta nói ngủ nhiều thì nó đần. Tôi thì một ngày một đêm đúng giờ 5-6 tiếng, có bữa ngủ không tới nữa. Theo lẽ con người như tôi vậy thì ham ăn ham ngủ, nhưng mà tôi cố gắng là coi như tôi tự khắc phục, kiềm chế lấy mình, không để gì cái ngủ nghỉ mà làm cho mình phải lệ thuộc, và luôn luôn thức giấc trước khi Thái Dương xuất hiện, mà trong nhà Phật gọi là minh tướng xuất hiện. Minh tướng xuất hiện, huynh đệ mình coi vậy chứ chuẩn bị một giấc ngủ dài ấy mà. Tương lai đây rồi mình có một giấc ngủ dài. Đốt hương thì các huynh đệ nhớ cũng đừng có nên đốt hương bự quá, đốt hương dài quá. Tôi thì thích cái loại nhang thơm thơm chút, có cái mùi vị trầm. Đây thì đây là mấy em ở Việt Nam mới qua, mấy thầy cũng thương cho cái hộp trầm này, nhưng mà để dành hộp trầm nó quý lắm. Nghe nói cả triệu đồng một hộp rồi nè. Cho nên để khi nào mà cái tư tưởng mình nó bị bấp bênh nhiều quá thì lấy ra đốt chút để thưởng thức cái mùi nó, thấy nó nhẹ lòng. Bây giờ thì đốt cái loại nhang này sản xuất nó cũng không độc mấy. Đó, thấy chưa, đó, nhang mình đốt vậy thôi. Đừng có đốt nhiều cái loại nhang to quá, bây giờ ngửi nó rất là độc. Tôi nhắc nhở cho huynh đệ vậy đó. Cái truyền thống tập tục của người Á Đông mình thì xưa nay trong nhà phải có bàn thờ, phải có lư hương, phải đốt hương. Nhưng mà các vị biết ngày xưa thì cái hương họ làm bằng cái bột cái gòn, bột lá gòn, bột thân gòn. Rồi người ta trộn với cám mà chẳng hạn, cám bằng gà, bằng lúa đó. Hồi đó hồi nhỏ tôi có từng làm hương đó mà.
Họ nhớ là chị của bà nội tôi là bà thứ tư đó có đi xuất gia đi tu. Tôi cũng có phụ với bà xe nhang, làm nhang. Thì hồi thời đó thì nhang nó đâu có độc hại như bây giờ. Thì nhang đó thì đi tước, đi tước cái cọng dừa đó, cái cọng lá dừa đó, rồi phơi cho khô rồi chặt cho nó bằng, rồi cái gòn đó, lá gòn hay là thân gòn mình xay cho nó nhuyễn ra, tán nhuyễn ra, rồi mình trộn với cám này kia, rồi mình trộn cám sạch đó nghe. Rồi bắt đầu mình để chút cái chất nước hay gì vô, rồi cái xe. Thì tôi nghĩ thời đó nó cái thứ nhang nó không có độc. Bây giờ thì gòn ở đâu nữa mà làm. Giờ làm bằng mọt cưa rồi trộn với những cái hóa chất rất độc hại. Cho nên tôi cũng mong rằng tất cả các Phật tử nên học đạo để hiểu đạo. Thì bây giờ mình không có phải rườm rà về cái đốt những cái nhang độc hại mà liên hệ tới gia đình, hít những cái khói nhang rất độc hại. Ví dụ các vị thấy tôi đốt chút xíu về, các vị thấy cái hương nó phảng phất rất là dễ chịu. Đồng thời mình quán tưởng cái hương này bằng cái tấm lòng của mình, mà vô trần nhân tôn nói là, ở vô trần thái tôn nói là trầm thủy thiền lâm hương phước ức, chiên đàn vườn tuệ cụ tài bồi, giới đao tích tụ tủng sơn hình, nhất hướng tâm lô trường cung dưỡng. Đó là mình đốt cái thứ hương gọi là trầm thủy thiền lâm. Cái hương này, hương trầm này lấy ở rừng thiền, trầm thủy thiền lâm hương phước ức, nó thơm ngát là nhờ ở rừng thiền. Chiên đàn vườn tuệ cụ tài bồi là nơi lấy cái chiên đàn là nơi cái rừng tuệ, rừng trí tuệ. Mà muốn có thiền định, muốn có trí tuệ là phải giới chiên đàn vườn tuệ, giới đao tích tụ tủng sơn hình, phải vót bằng cái con dao giới. Giới đao vót bằng con dao giới, vót cho nó rất bén, cho nó thanh kỳ, để rồi mới lấy nước định rửa lửa thiền mùi thơm sực. Giới đao tích tụ tủng sơn hình, nhất hướng tâm lô trường cung dưỡng. Mình một lòng mình đốt cái lò tâm cúng dường cho Phật. Vậy tôi có lời nhắc nhở kêu gọi chư Phật tử đi chùa cũng vậy, ở nhà cũng vậy, bớt đi, bớt đốt những cái thứ nhang độc hại. Thậm chí không đốt nhang cũng không tội lỗi gì. Bởi vì bây giờ mình biết rồi, mình học đạo mình biết rồi, rồi mình đốt 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 cái hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát tri kiến. Mà nếu chưa được hai cái phần sau thì mình cúng hương đó là cúng hương giới, hương định, hương tuệ để dâng cúng cho Phật, cúng cho ông bà. Đó là tôi nhắc nhở cho đại chúng. Bây giờ bắt đầu mình vào học kinh Thắng Mang. Thì một thông thường một bộ kinh nào á thì cũng chia làm ba phần. Thì giống như cái một bài văn nào ở ngoài đời, các vị cũng chia làm ba phần: mở đề, thân đề và kết đề hay là kết luận. Mở bài, thân bài, kết luận. Thì đối với một bộ kinh Đức Thế Tôn thiết ra mà chư tổ kết tập lại đó thì cũng phải chia làm ba phần, mà chia gọi là phần tử, và phần giới thiệu ban đầu, rồi phần lưu thông, ở phần chánh tông là phần nội dung ở giữa, và kết thúc là phần lưu thông. Thì đó là tôi xin nhắc lại cái quy ước, cái quá trình mà kết tập một bộ kinh. Hôm nay chúng ta học cái phần tự là phần mở đầu một bộ kinh, kinh Thắng Mang Sư Tử Hống Nhất Thừa Đạo Đại Phương Tiện Phương Đẳng Kinh. Nếu nói cho đủ là vậy, nhưng mà tôi chỉ gom lại là kinh Thắng Mang Sư Tử Hống. Chánh văn tôi nghe như vậy: một thở nọ Đức Phật đang ở nước Xá Vệ, nơi rừng cây Kỳ Đà
thái tử, vườn của ông cấp cô độc. Phần tử là cái phần thuộc về nhân duyên phát khởi của cái pháp hội, nhân duyên phát khởi của cái pháp hội. Do nhân duyên đây mà mới khai sự thuyết pháp. Phần tử là của kinh á, thì nó còn chia ra cái phần gọi là thông tự và biệt tự. Thông tự là chỉ cho tất cả kinh, còn biệt tự là cái nhân duyên phát khởi của mỗi bộ kinh. Thông tự và biệt tự còn gọi là chứng tín phần và phát khởi phần. Tôi xin lướt qua những cái này, đó là cái quy ước của cái một bộ kinh để cho một số vị tôi biết hiện bây giờ đang gọi là gia đình Phật tử bực lực, đang cũng có duyên là từ lâu cũng học hỏi bộ kinh này nhưng mà không có người triển khai trực tiếp như vậy. Thì bữa nay tôi cũng biết là các vị có gửi tin cho chúng tôi là phần của gia đình Phật tử Việt Nam đang học, những vị đang bực lực á, bực lực đang học cái bộ kinh Thắng Mang này, cho nên tôi phải nói lướt qua những cái điều đó. Chứng tín phần là lời thật của người kết tập kinh để bày tỏ sự kiện chân thật chứ không tự đặt ra, mà chính đích thân được nghe từ lời Phật nói, do đệ tử Phật tiếp nối truyền lại phần này, thời gian, địa điểm và những ai tham dự pháp hội đồng nghe, ghi chép sự kiện tường tế xác thực có thể tin. Vì vậy mà Long Thọ Bồ Tát nói trong Trí Độ Luận rằng thời gian, thuyết pháp, địa phương, nhân vật khiến cho người sanh tín. Như Thị Ngã Văn là chỉ cho pháp, chỉ bộ kinh điển do chính tôi là A Nan đích thân nghe từ kim khẩu của Phật. Chữ Như Thị mang cái nghĩa là tinh thuận. Như nói thế này, như thế này đây, hay là Như Thị Ngã Văn là như vậy tôi nghe, nghĩa là biểu thị cái đáng được tin. Nếu không thể tin được thì phải nói rằng không phải thế này, mà đáng được tin là xác thực như thế này, tôi nghe như thế này. Thì tôi trở lại cho quý vị là trong cái khế kinh á, thì có trình bày rằng là khi Đức Thế Tôn sắp nhập diệt thì Thế Tôn có bảo các đệ tử nên hỏi những cái gì còn hoài nghi để Thế Tôn giải quyết, Thế Tôn bổ túc cho nó đầy đủ để rồi các vị đừng có hoài nghi về cái kinh điển, những lời dạy của Đức Thế Tôn. Thì bây giờ Tôn giả A Nan á mới bạch cùng Đức Thế Tôn là bạch Thế Tôn, nếu sau này chúng con kết tập lại những lời của Đức Thế Tôn thành kinh thì chúng con phải để cái câu gì đầu tiên? Thì Đức Phật có xác tín rằng là như vậy tôi nghe, như vậy tôi nghe. Như thị là như vậy. Như thị là nói một cái biểu hiện chắc chắn, một cái sự thật. Thì thưa quý vị, thì trong cái quá trình các vị đã nghe tôi đã triển khai bộ kinh Pháp Hoa rồi, bộ kinh Di Ma Cật rồi, thì tôi cũng đã nói cái điều này rất nhiều rồi, là đối về Tôn giả A Nan đó mà được gọi là đa văn đệ nhất, là cái người mà nghe nhiều, học rộng, nhớ dai nhất trong cái hàng thánh đệ tử Phật, hàng đệ tử Phật thời bây giờ. Nhưng mà Tôn giả A Nan thì ý mình có một phần ý mình là em chú bác về huyết thống với Phật. Một phần thì cũng là cái nhân duyên nó khiến để cho A Nan nó có những cái pháp
về cái thân tướng thì đẹp, về cái lời nói thì dễ thương, về cái hành động thì dễ mến. Cho nên Anan thu hút rất nhiều người đến với đạo, nhưng mà bản thân Anan thì lo mải mê về việc đó, cho nên chưa có chứng cái quả A-la-hán khi Đức Phật còn tại thế. Chưa có chứng được cái quả A-la-hán khi Đức Phật còn tại thế. Khi Đức Thế Tôn còn tại tiền thì Tôn Giả A Nan chưa có đạt tới cái chỗ vô sanh, chưa có đạt chỗ sát tặc, chưa có đạt cái sự ứng cúng được đầy đủ viên mãn của một vị A-la-hán gọi là tứ thánh quả. Nhưng mà A Nan là một người thị giả cho Đức Phật, thì thực chất nếu như vậy thì Đức A Nan làm thị giả cho Đức Phật trong cái giai đoạn, nếu mà tính về tuổi tác thì Đức Phật khoảng độ 53 tuổi là A Nan theo hầu cận Đức Phật. Nhưng mà cái vấn đề mà khi mà A Nan làm thị giả cho Đức Phật thì các vị nên nhớ là A Nan có xin những cái điều kiện mà tôi đã nói rất rõ trong cái bộ kinh Duy Ma Cật, những cái bài giảng đầu. Tôi chỉ bây giờ lướt là thôi, tôi không nhớ dai được. Tôi thì thật ra thì cái đầu tôi nhớ cũng là có tầm cỡ đó, dầu rằng tôi không có mà gọi là nghiên cứu khoa học nhiều, nhưng mà nói về nội điển thì thật sự tôi cũng không tự đại mà cũng không tự ti, là đầu tôi cũng nhớ, nghe cái gì học cái gì cũng nhớ. Nhưng mà so với A Nan thì Tôn giả A Nan thì tôi chỉ bằng cái lẻ, bằng cái gọi là cái móng chân mà thôi. A Nan nhớ rất dài. Mà khi đó thì A Nan làm thị giả cho Đức Phật thì A Nan xin những điều kiện, mà trong đó có điều kiện là khi A Nan chưa làm thị giả đó, chưa đi theo Phật, thì có những cái lời Phật dạy, có những kinh Phật nói A Nan chưa được nghe. Nếu mà Đức Thế Tôn mà chấp nhận cho Đức A Nan, cho A Tôn giả A Nan, cho A Nan làm thị giả thì Thế Tôn phải nói lại những cái lời của Đức Thế Tôn nói từ khi Thế Tôn thành đạo. Và Thế Tôn cũng đồng ý điều đó, đồng ý đây không có phải là chiều lòng như như thế gian mà cha mẹ chiều con để con nó hư, thầy chiều trò để cho trò nó hư, không có. Mà chiều lòng ở đây để cũng có một cái mục đích, một cái lý tưởng, là bởi vì biết A Nan là căn tánh thông minh đa văn, cho nên Thế Tôn muốn nói lại để cho A Nan nghe, mà A Nan là một con người để kết tập lại kinh điển sau này. Bởi vì khi Thế Tôn đã thành tựu một vị Phật là đầy đủ lục thông, trong đó là coi như đầy đủ lục thông rồi, cho nên cái sự thông suốt, cái sự biết được cái việc ngày sau cái đạo giáo của mình như thế nào, cho nên Đức Thế Tôn mới đồng ý nói lại cho A Nan nghe. Các vị nhớ là cái sự đồng ý này, để tôi bữa nay tôi giải thích chỗ đó để các vị nhớ rằng nói đây không phải chiều lòng mà có mục đích. Thì Tôn giả A Nan nếu nói về cái mặt trần, mặt về bổn sanh bổn sự xa xưa đó, thì Đức A Nan đã từng phát nguyện những cái rác rưởi mà A Nan đổ xuống dòng sông cho nó trôi đi, thì để giữ lại cho nó sạch sẽ cái mảnh đất tâm địa của mình, và muốn nghe hết những cái tiếng chánh pháp. Vì vậy mà ngay nơi trần đời này, tôi có lời khuyên tất cả các huynh đệ đang học đạo với tôi đây đó. Các huynh đệ nên nhớ, nếu như mà mình đang sống hiện đời này mà mình nghe nhiều cái tiếng thị phi nhân ngã phải quấy hơn thua đó, để mình chi phối, để rồi mình vui, rồi mình buồn, mình thương, mình ghét, mình phải, mình quấy, mình lấy, mình bỏ đó, thì coi như là mình kém may mắn. Bản thân tôi cũng như vậy, tôi cũng từng bị chi phối bởi những cái thấy nghe mà rồi mình bị vướng mắc, mình vui, mình buồn, mình thương, mình ghét, mình lấy, mình bỏ.
Cho nên có khi mình trở thành vui quá trớn, mà có khi mình buồn quá nhiều, để rồi nó chi phối mình. Vì vậy mà ngay hiện đời, tất cả các huynh đệ cố gắng làm sao mà bớt đi cái sự chi phối bởi thị phi nhân ngã. Tránh đi. Mình chưa phải là một vị A-la-hớn thì chắc chắn mình còn bị vướng bận, mình còn bị dính mắc, thì mình cố gắng mình tránh. Tránh những cái thị phi nhân ngã để cho lòng mình nó thanh thản, nó nhẹ nhàng. Còn nếu các vị là Bồ Đại A-la-hớn trở lên hoặc là Bồ-Tát á, thì các vị cứ việc nghe đi, các vị hiểu đi, các vị biết đi tất cả mà nó không vướng bận gì tất cả. Còn mình bây giờ á, mình đang là hiện bây giờ mình đang lững lững nè, cho nên mắt mình thấy cái mình dính, tai mình nghe mình dính, mũi mình ngửi mình dính, cho nên mình đủ thứ cái chuyện dính hết trơn á. Thậm chí có người nó còn nặng hơn cái keo dính chuột nữa. Mình giống như con chuột mà nó bị cái keo dính chuột để nó đút cho một chân vô nó dính, nó dính cái nó thọt cái chân thứ hai vô, đặng nó gỡ chân thứ nhất ra cái nó dính chân thứ hai, nó thọt chân thứ ba vô nó dính, thọt chân thứ tư, rồi hồi nó lăn cả cái mình của nó vào trong cái miếng keo dính chuột đó. Chúng ta xem, có khi có lúc chúng ta cũng như vậy. Cho nên nếu như chúng ta chưa đã đạt tới cái phẩm vị A-la-hớn, Đại A-la-hớn, chưa đạt tới cái Bồ-Tát thanh tịnh, gọi là Bồ-Tát bất động địa đó, thì các vị nên nhớ rằng mình còn bị động nhiều lắm. Cho nên các vị nhớ, từ cái Bồ-Tát mà sơ địa cho tới bất động địa trở lên á, thì coi như mới không vướng mắc. Chứ còn mình, anh em, huynh đệ mình là dính dữ lắm. Không biết các vị nào nói là mình không dính, tôi không biết, chứ tôi là dính dữ lắm à. Tôi là dính lắm à. Cho nên tôi giảng mà tôi la hét sùm là tôi biết là tôi còn dính bận cái trần sa hoạt dữ lắm. Thì tôi nhắc nhở cho các vị. Vậy thì các vị muốn được cái quả như ngày A Nan, thì hiện bây giờ huynh đệ mình, cái nhân bây giờ mình cố gắng đừng cho nó vướng mắc. Mà muốn nó không vướng mắc thì mình hãy đóng lại, đóng lại cái cửa lòng của mình, mở cửa lòng ra bằng cái lòng từ bi hỷ xả. Mà nếu chưa mở được cái lòng từ bi hỷ xả nên đóng cửa lòng, đừng rước giặc phiền não vào. Mà muốn như vậy thì các vị phải học Phật, hiểu căn bản của đạo Phật. Cho nên tôn giả A Nan nhiều đời nhiều kiếp có cái phát nguyện rộng lớn rằng muốn nghe tất cả những cái tiếng chánh pháp. Vì vậy mà nhờ cái duyên lành chủng tử đó mà cho tới đời của Đức Thế Tôn xuất thế, A Nan vẫn nhờ cái duyên lành đó mà vừa làm huyết thống của Đức Thế Tôn nhà Chú Bác, vừa là một đồ đệ gọi là đa văn đệ nhất. Cho nên như vậy tôi nghe, như vậy là chữ như thị mang ý nghĩa tinh thuận. Tinh thuận. Tôi xin nói một điều nữa. Hồi nãy tôi nói cho quý vị là khi mà kết tập kinh tạng á, lần thứ nhất tại hang Tất Bát La đó, do Tổ sư Ca Diếp làm thượng thủ để kết tập kinh tạng, thì lúc đó A Nan chưa chứng thánh quả. Kể từ khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn cho tới 100 ngày, thì các vị nên nhớ rằng cái nỗi băn khoăn, cái nỗi lo lắng của thượng thủ Tổ sư Ca Diếp, nghĩ rằng phải cần có một cái cuộc triệu tập để hội thảo, hội nghị, gọi là kết tập kinh tạng, trùng tuyên lại cái lời, những cái lời của Đức Thế Tôn để nhắc nhở lại. Bởi vì bây giờ Đức Thế Tôn là một vì sao sáng mà ngôi sao ấy đã lặn rồi, thì bây giờ chúng ta phải ngồi lại. Thì bây giờ vua A Xà Thế là cái người sau khi hiểu đạo, sau khi ăn năn hối lỗi cái tội lỗi đại ngũ nghịch của mình, đã tội lỗi gọi là ngũ nghịch tội của mình rồi đó, thì là cái người cũng đáng tin dùng. Các vị nên nhớ,
Nếu Nam truyền hay Bắc truyền đều không ai chối cãi rằng cái sự kết tập kinh tạng lần thứ nhất là nhờ ngân khố của vua A Xà Thế. Như vậy thì giá như trong cái kinh tiểu thừa nói rằng ngũ nghịch tội là cái tội đọa muôn đời, tội đọa vĩnh viễn, thì như vậy thì tại sao lúc này A Xà Thế như thế đó? Cho nên các vị thấy cái tông nào tiểu thừa hay đại thừa đều có cái kẻ hở hết á. Chứ đừng có nói rằng là đại thừa là ngon hay là tiểu thừa là ngon, đều có kẻ hở lắm. Nếu tiểu thừa hay đại thừa cũng đều biết rằng cái sự kết tập kinh tạng lần thứ nhất nơi hang Tất Bát La do tổ sư Ca Diếp triệu tập, thì cái ngân khố mà cúng dường mà lo lắng là do vua A Xà Thế. Như vậy thì vua A Xà Thế là một con người gọi là giết cha, làm cho thân Phật ra máu, làm coi như gọi là ngũ nghịch tội đó. Giết cha là ngũ nghịch tội, giết cha giam mẹ, làm cho thân Phật ra máu, phá hòa hợp tăng là tội đầy giấy gọi ngũ nghịch tội. Ngũ nghịch thập ác là A Xà Thế có hết. Nhưng mà tại sao bây giờ khi mà A Xà Thế biết quay đầu, thì như vậy mình cũng đáng trân trọng đó chứ. Cho nên các vị để ý cái đạo Phật mình mà hai cái câu mà tu tâm đắc của sư ông Từ Đàm viết á, Phật đạo có chi đâu, đậu chiếc thiền từ chờ kẻ giác, pháp môn vô số kể, khiêu đàm trí tuệ đón người mê. Hai cái câu đó nó thấm thía lắm. Phật đạo xưa nay mình cứ nghĩ là nó lớn lao, nó rộng lớn, nó coi như cái gì đó mà mình vói không tới. Không có đâu các vị. Nó gần gũi, nó thiết thực với huynh đệ chúng ta lắm. Mà tại vì chúng ta không có cơ hội văn tư tu, chúng ta cứ vùi đầu trong đi chùa để rồi chúng ta lễ bái, chúng ta cầu nguyện, chúng ta van xin, chúng ta cứ làm phước bố thí cúng dường, chúng ta không chịu, không có cái cơ hội học đạo. Chứ nếu học đạo rồi chúng ta hiểu đạo Phật vậy, đạo Phật có chi đâu, neo đậu một chiếc thiền từ chờ kẻ giác. Dù cuộc đời nó sóng gió muôn trùng, nó hải hùng, nó phong ba bão tố, nhưng mà nếu lòng con người chúng ta mà có được cái rộng mở, có một cái chất từ bi, có một cái tình thương bác ái, mình chịu khó, mình là cái con thuyền, mình chờ, mình đợi, mình đón, mình đưa. Cho nên đậu một chiếc thuyền, đậu chiếc thuyền từ chờ kẻ giác. Pháp môn vô số kể, dầu nhiều cái cách tu hành, nhiều cái phương tiện tu hành, vô số kể, nhưng mà thật chất chỉ có gì? Khiêu đèn trí tuệ đón người mê. Như vậy đối với tinh thần của đạo Phật, cái lòng rộng mở của người đệ tử Phật nói chung, của Đức Phật và của người đệ tử Phật, của đạo Phật, là phải làm sao gạn đục đóng trong, lóng trong, khiêu đèn trí tuệ, gạn khiêu cho nó rớt những cái cặn bã đi, những cái bông đèn đi, để cho ngọn đèn nó sáng, để cho trí tuệ nó sáng, để rồi mình mới trang chứa, mình mới rộng mở, mình mới đưa tay tiếp đó người mê. Tuyệt vời chỗ đó. Các vị lấy hai câu đó, các vị làm đầu đề, các vị tư duy, các vị suy nghĩ thôi. Đạo Phật có chi đâu, đậu tiết thiền từ chờ kẻ giác, pháp môn vô số kể, nhưng mà cuối kết thúc rồi chỉ có khiêu đèn trí tuệ đón người mê. Cho nên chúng ta theo đạo Phật mà chúng ta không rõ chỗ đó là uổng. Rồi tôi nói và trở lại cái vấn đề, khi cái ngài kết tập kinh tạng lần thứ nhất này tại hang Tất Bát La đó, thì Đức A Nan chưa có chứng thánh quả, thì làm sao mà gọi là kết tập kinh tạng được? Triệu tập bao nhiêu vị chứng thánh quả, nhưng mà các vị nên nhớ rằng cái chuyện triệu tập kết tập kinh tạng đó
sau Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn trăm năm là các bậc thượng thẳng không còn nghe. Các vị nhớ nghe. Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, Ca Chiên Viên, A Nhã Kiều Trần Như, vân vân, tất cả các vị thượng thủ đó đã là coi như là nhập diệt hết rồi. Chỉ còn cái người lớn nhất là Tổ sư Ca Diếp, rồi tới A Nan, rồi tới Phú Lâu Na, vân vân, là còn mấy vị. Nhưng mà cái chuyện kết tập lần thứ nhất này không có ngài Phú Lâu Na. Dù là ngài Phú Lâu Na là cái bậc gọi là thuyết pháp đệ nhất đó, nhớ gì cũng nhớ dai không vừa đó, nhưng mà lúc này không có tôn giả Phú Lâu Na. Các vị nên nhớ chỗ đó. Thế thì vua Xà Thế bỏ ngân khố ra để cho chư tăng an tâm, mà không cần phải hàng ngày đi khất thực để nuôi thân hành đạo, mà chỉ lo an thân an tâm mà lo chuyện kết tập kinh tạng. Nhưng mà sáng nào cũng báo, cũng gọi là mình gọi là đánh chiêng đánh mỏ để báo, là triệu tập lại. Nhưng mà cái ghế mà cái của cái người mà thượng thủ mà để mà trùng tuyên kinh tạng là không có nha. Luật tạng Ubali có, mà kinh tạng thì cái ghế đó trống, không ai đủ cái bản lĩnh mà lên ngồi cái ghế đó mà để trùng tuyên kinh tạng. Chỉ duy nhất là Anan. Nhưng mà Anan chưa chứng thánh quả. Anan vẫn đến trước cái cửa. Nhưng mà các vị hỏi chứ ông đi đâu? Nói dạ cho tôi vào để kết tập kinh điển kinh tạng. Tôi nhớ mình nói theo cái kiểu thế gian á, ngài Ca Diếp nói: ủa, cái chỗ này chỗ thánh không, mà chỗ các bậc A La Hán không, mà ông mà phàm phu mà ông tới đây làm gì? Ông là tỳ kheo phàm, ông là sa môn phàm, ông tới đây làm gì? Cho nên tôn giả Ca Diếp đuổi ra. Dù là cái ghế kia chừa sẵn, chỉ có Đức A Nan mới ngồi được cái ghế kia mà trùng tiên kinh tạng thôi đó. Vậy mà không phải chuyện lơ là mà cho tôn giả A Nan vào tùy ý nha các vị. Cho nên để chỗ này các vị mới suy nghĩ cái việc mà cái cách hành hoạt ngay thời Tổ sư Ca Diếp. Thế thì mọi người cứ sáng nào cũng đánh kiền trì để triệu tập, để tập hợp, nhưng mà rồi cứ rồi hết buổi rồi xuống, chứ cũng chẳng làm gì được. Cho tới một hôm mấy cái hỏi: bây giờ có còn ngoài A Nan ra còn ai mà chứng thánh quả mà đủ khả năng để trùng tuyên kinh tạng không? Thì nó dạ có. Trong thánh tăng, trong chư vị thánh tăng nói là dạ thứ có. Còn ngài ngưu chủ là Kiều Phạm Ba Đề. Đây là ngài cũng là một bậc đa văn, một bậc tinh thông, một bậc nhớ dai, ngài ngưu chủ. Tại sao gọi ngài là ngưu chủ? Là vì cái nghiệp của ngài, mình không nói sâu xa là ngài làm cái chi, mà hiện đời ngài cái mồm của ngài cứ nó nhơ suốt ngày, vậy là như mình nói xin lỗi, như con trâu con bò nó nhai cỏ vậy. Vì vậy mà cái thân tướng của ngài, cái nghiệp của ngài như vậy, nhưng mà ngài được cái phước là ngài đa văn, ngài tinh thông và ngài chứng quả La Hán nữa đó. Nhưng mà cái thân tướng của ngài nó xấu xí bởi do cái nghiệp. Như tôi nói đây á, tôi mà nói mạnh bạo và nói ngang tàn mà nói thẳng thắn thế này, mà tôi cũng nguyện à, nếu như á mà tôi chưa có cái đủ cái khả năng để mà đời qua kiếp lại, mà chưa xong cái trách nhiệm, cái hạnh nguyện của mình á, mà nếu mà tôi mà có trở lại lên xuống ba cõi sáu đường trần đời này để mà tiếp tục làm con người để sự nghiệp tu hành á, thì tôi có nguyện rằng là cho nếu mà đời mà ngài Đức Di Lặc xuất thế đó, cho tôi đóng vai Kiều Phạm Ba Đề cũng được. Bởi vì tôi nói mạnh vậy nè, cho nên chắc chắn là tôi cũng bị khẩu nghiệp đó chứ. Trên đời này cái nhân vô tình nó trả cái quả vô tình, mà nhân hữu ý nó trả cái quả hữu ý. Dầu rằng tôi nói đây vì đạo, vì lý tưởng, tôi nói mạnh, tôi nói có cho nhiều người phải giống như là giật mình, là suy nghĩ, là tư duy. Và tôi nói đây có nhiều người hoan hỷ mà cũng nhiều người không hoan hỷ.
Cho nên cái nào nó cũng có nhân quả của nó. Giá như nếu triệu năm nào khác mà Đức Phật Di Lặc xuất thế, tôi nguyện làm Kiều Phạm Ba Đề cũng được. Đời đó đó, để cho tất cả các vị tăng thời nay đó, còn lên xuống còn gì cái hạnh nguyện độ sanh, làm A Nan, làm Ca Diếp, làm gì cũng được. Còn tôi cho tôi làm Kiều Phạm Ba Đề, lúc đó cho tôi đi ẩn cũng được. Miễn làm sao tôi nói chánh pháp được như thế này nè, tôi nói cái chánh pháp về cho tới khi giữ gìn được cái gì được giữ gìn, cho tới khi Đức Phật Di Lặc ra đời, dầu là triệu triệu năm khác. Ngài Kiều Phạm Ba Đề là Ngài Ngu Chủ đó, Ngài có cái phước đặc biệt, nhưng mà Ngài cũng có cái nghiệp, là chắc Ngài nhiều đời nhiều kiếp gì đó Ngài cũng nguyền rủa người ta, hai Ngài cũng ăn ngang nói thẳng như tôi vậy nè. Cho nên cái hiện đời của Đức Thế Tôn á, dầu là Ngài chứng quả La Hớn, nhưng mà mồm Ngài cứ nhai nhơ suốt ngày, ai thấy người ta cũng sợ. Đi khất thực cái người ta thấy là người ta sợ. Vì vậy mà Ngài đi ẩn đi, Ngài ẩn là lên cung trời, Ngài ẩn đi. Đó là trong khế kinh nói như vậy, nhưng mà tôi không có nói vụ lên trên mây vậy nha, tôi không tin điều đó. Cho nên tôi nói là gọi là đi ẩn đi, cho tới khi mà cái chuyện kết tập nó chưa thành á, thì nhớ tới Kiều Phạm Ba Đề mới đi cho người đi thỉnh Ngài về. Thì khi mà thỉnh Ngài đó, thì Ngài mới hay rằng là Thế Tôn đã nhập diệt 100 ngày. Ngài hỏi Thế Tôn nhập diệt rồi ư? Thế Tôn nhập diệt rồi ư? Tại sao có chuyện kết tập kinh tạng như thế này? Dạ, Đức Thế Tôn đã nhập diệt. Còn thầy ta là Xá Lợi Phất. Ở đâu mà các vị không thỉnh thầy ta để mà trùng tiên kinh tạng? Nó dạ, Tôn giả Xá Lợi Phất cũng nhập diệt trước Thế Tôn rồi. Thế thì Ngài Kiều Phạm Ba Đề, Ngài mới nghĩ rằng thôi, sở dĩ ta còn trụ thế gian này là vì ta không nỡ đành, ta không nỡ đành đi trước Đức Thế Tôn, ta không nỡ đành chết trước thầy ta. Nhưng mà không ngờ vì ngăn sông cách núi như vậy mà dầu là ta là người đã coi như là chứng thánh quả, nhưng mà ta không hay rằng Thế Tôn đã nhập diệt, thầy ta đã nhập diệt. Vậy thì thôi, ta sống ở cuộc đời này, ta mang cái thân này nữa để làm chi? Thân xấu xí này, thân nhơ nhóp này, ta giữ nó để làm gì? Cho nên nói như vậy thì Kiều Phạm Ba Đề bay trên hư không và dùng quả quan tam muội thiêu hủy sát thân mình. Thế thì coi như cũng mất đi một người cả tập kinh tạng. Đó, tôi nhắc lại những cái tích truyện nó như vậy, câu chuyện rõ ràng là như vậy. Thế thì cũng phải chờ A Nan. Cái ghế đó là cái ghế của Ngài A Nan thì cũng không ai ngồi được. Cho tới khi nói dòng, nói do, nói gọn lại là A Nan chứng thánh quả. Thì sáng hôm đó A Nan chứng thánh quả thì gõ cửa, nói là sáng hôm đó gõ cửa Ngài Ca Diếp xin vào. Ngài nói chứng thánh quả thì tự chui vào chứ cần gì mở cửa. Đó là tôi nói theo cái kiểu mà nó hơi sâu rộng, hơi trừu tượng một chút. Thế thì khi A Nan chứng thánh quả leo lên cái ghế đó ngồi, thì bắt đầu cái chuyện kết tập kinh tạng. Đó là tôi nói dòng do như vậy để cho các vị nào chưa nghe hoặc từng nghe thì nhớ lại cái việc kết tập kinh tạng. Mà tại sao có cái từ kinh nào cũng có cái câu như thị ngã văn, tôi nghe như vậy. Nhất thời là chỉ cho thời gian nói pháp, thời gian mỗi địa phương bất đồng nên lịch không giống nhau, cho nên vì vậy mà chỉ nói câu nhất thời, không chỉ định ngày giờ năm tháng. Như theo bây giờ thì như bản thân tôi, tại tôi là còn sống trong cái thế giới tương đối này, cho nên bây giờ mình còn nói bữa nay là ngày 3 tháng 9 năm 2019, theo cái giờ này á, là cái giờ của thủ đô Hoa Kỳ là mấy giờ, giờ của Cali tiểu bang là mấy giờ, giờ của Việt Nam là mấy giờ, giờ của Pháp là mấy giờ. Đó là tại vì mình nói dài như vậy, chứ nếu đúng ra thì cũng không cần đó. Nhất thời, thời Đức Phật việc A Nan kết tập là nhất thời. Nhất thời là chỉ cho thời gian nói pháp, vì Phật pháp truyền bá không cần chỉ định năm tháng ngày giờ, mà
mà chỉ tổng xưng là nhất thời. Nói cách đơn giản tức là cái thời gian người và đạo giao cảm, pháp hội thì có thủy có chung. Phật chỉ cho nhân vật chủ trì thuyết pháp. Quý vị nhớ rồi, chữ Phật có nghĩa là giác ngộ. Nói chữ Phật tiếng Phạn là Buddha, Tàu dịch là nói cho đủ là Phật Đà, Trung Hoa dịch là Phật giác và ngộ vân vân. Có nghĩa là cái người là người người giác ngộ, hoặc là con người giác ngộ, cũng là người nhưng mà người giác ngộ, tức là tỉnh thức thấu triệt được chân lý vũ trụ và nhân sanh. Cái nghĩa thứ hai là giác sát. Giác sát tức là giác liễu tự tại tất cả sự tướng. Vậy thì chữ Phật có nghĩa là giác, nhưng mà nó có hai cái giác, giác ngộ và giác sát. Giác sát là giác liễu tự tại tất cả sự tướng. Phật chẳng những tự chánh giác mà còn giác liễu khắp tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, cho nên gọi Phật là chánh biến tri giác, tức là tam miệu tam bồ đề. Nếu căn cứ sự lý mà nói thì Phật đầy đủ có ba cái là tự giác, tha giác và giác hạnh chuyên mãn. Đó là tôi phân tích. Bây giờ nói tới chữ xá vệ. Như thị ngã văn, nhất thời Phật tại xá vệ quốc kỳ thọ cấp cô độc. Đây chỉ là trụ xứ của Đức Phật giáo hóa. Xá vệ là tên của thành, là thủ đô của nước Kiều Tất La. Xá vệ thành là một trong sáu thành lớn của Ấn Độ thời Phật còn tại thế. Đức Phật ở đây thuyết pháp thời gian lâu. Và theo như lịch sử thì Đức Phật trụ thế, Đức Phật trụ ở cái nước Kiều Tất La của vua Ba Tương Nạc này là trên dưới 25 năm. Trong 45 năm hành đạo thuyết pháp của Đức Phật thì coi như Ngài ở cái đất nước này trên dưới 25 năm, Ngài an cư hơn trên dưới 25 mùa hạ. Xá vệ thành thì cách cái thành Ca Tỳ La Vệ là nơi quê hương của Đức Phật thì không xa. Cho nên cái xá vệ thành là thủ đô của nước Kiều Tất La. Xá vệ có nghĩa là văn minh, là danh tiếng. Ấn Độ thời bấy giờ thì cái thành xá vệ là một cái thành lớn trọng yếu, là trung tâm văn hóa về mặt chính trị, về mặt văn hóa, về mặt kinh tế, là nơi câu hội nhân tài, nơi sản vật phong phú, nơi các bậc đạo sĩ, sa môn, bà la môn, triết học nảy sinh phát triển rất là mạnh, cho nên gọi là xá vệ. Cách thành này về hướng nam khoảng chừng 3 hoặc 4 dặm thì có vườn cây của một vị thái tử con của vua Ba Tư Nạc, đó là tên là Kỳ Đà. Thế thì thái tử Kỳ Đà có một cái vườn cây mà Ngài Cáp Cô Độc vì kính quý Đức Phật và thấy nó hội đủ cái thời duyên cũng như cái nơi chốn mà năn nỉ thái tử Kỳ Đà để mua cái vườn cây này để cúng dường cho Phật. Mà thái tử Kỳ Đà thách đố là bây giờ ông muốn mua thì ông lót vàng, ông lót tới đâu thì ông lấy đất tới đó. Nhưng mà khi lót vàng thì các cây thì không thể lót được, cho nên cuối cùng thì vì cái lòng kính tin của thái tử Kỳ Đà đối với Đức Phật lớn quá, cái phước đức lớn quá, cái công đức cao cả quá, cho nên thái tử Kỳ Đà thấy như vậy mà phát tâm theo, cho nên xin cúng dường các cái cây cho cái Đức Phật. Thì một người cúng đất, một người cúng cây, cho nên gọi là kỳ thọ cấp cô độc viên. Cấp cô độc là một vị trưởng giả tên là Tu Đạt Đa, người giàu có, người trưởng giả trong cái thành xá vệ. Vì ông hay thích làm việc từ thiện và ông hay thường giúp cái người coi thế, coi cúc không nên nương tựa, vì vậy cho người đời mới cung kính tôn xưng ông là cấp cô độc trưởng giả. Đất trong vườn là do trưởng giả cấp cô độc mua lại thái tử Kỳ Đà, còn vườn cây là của thái tử cúng thế, cho nên mới gom lại là cấp cô độc viên.
Thông thường thì các cái kinh khác á thì có nói đủ gọi là lục chủng thành tựu, nhưng mà riêng kinh Tháng Mang này thì chỉ giới thiệu phần tự nó đơn giản vậy thôi, chứ không có nói bây giờ chư tỳ kheo câu hỏi bao nhiêu, gồm có Thiên Long Bát Bộ, Thiện Thần Bồ Tát bao nhiêu vân vân. Kinh này thì không có nói vấn đề đó, mà chỉ nói về bây giờ nhất như thị ngã văn nhất thời Phật tại đó. Đó vậy thôi. Thì đặc biệt là không có nhắc tới cái chúng đồng nghe kinh này, bởi vì phần gọi là phần phần tự này nó nói như vậy. Tại sao? Tại vì để nó liên quan tới cái phần chánh tông á, thì Phật lại nói kinh này ở cái nước gọi là A Du Xà của vua Hữu Xứng. Cho nên như vậy mà cái sự kết tập và cái sự ghi chép lại sau này để mà hình thành ra cái kinh văn này, các vị thấy nó không phải chuyện đơn giản đâu. Nếu mà không khéo mà đưa phần kinh văn vô là nó không như các cái kinh khác, mà gọi là bây giờ có 1.250 vị tỳ kheo, bao nhiêu Bồ Tát câu hỏi, bao nhiêu trời rồng quỷ thần câu hỏi, là không bét liền kinh. Cho nên lý do tại sao thì một hồi nữa chúng ta vào cái phần nếu bây giờ nếu nay không kịp thì ngày thứ năm chúng ta vào cái phần bên trong thì các vị sẽ rõ điều đó. Vì vậy kinh Tháng Mang này Đức Phật nói ở nước A Du Xà, rồi về lại kỳ viên đối với đại chúng thuyết pháp mà không có luận. Chúng ta tiếp tục phần chánh văn. Khi ấy vua Ba Tư Nặc và vàng hậu Mạc Lợi Phu Nhân tin Phật chưa lâu, nói với nhau như thế này: Tháng Mang Phu Nhân là con gái ta, thông huệ lợi căn mẫn cán, dễ lĩnh ngộ. Nếu gặp được Phật thì quyết chống thấu hiểu giáo pháp, tâm đạt không ngại. Vậy nên hợp thời khiến tinh để phát đạo tâm. Mạc Lợi Phu Nhân nói rằng nay chính phải lúc. Thưa các vị, thì từ 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 cái đoạn này á, là bắt đầu nói lên cái phần gọi là phát khởi. Phần phát khởi, cái phần này có hai, có nghĩa là một là ngoại duyên phát khởi và hai là nội duyên, nội nhân cảm ngộ. Ngoại duyên phát khởi là do đức vua và phu nhân trợ tuyên dẫn phát, còn nội nhân cảm ngộ là do chính Tháng Mang Phu Nhân đã có trồng thiện căn từ quá khứ, nên khi gặp Phật nghe pháp thì liền lãnh ngộ. Cho nên trong cái thiện căn ngoài ngoại duyên thì đồng phát khởi. Vua Ba Tư Nặc là dịch là thắng quân, là vua một nước lớn của các cái nước đất nước bấy giờ của cái thời của Đức Thế Tôn, là vua của nước Kiều Tất La. Mạc Lợi là có nghĩa là mang, là đẹp. Về Mạc Lợi Phu Nhân thì trong giới luật á, có nói về thân thế của bà Mạc Lợi Phu Nhân là xuất thân từ gia đình nghèo mà đi làm nô tỳ, làm kẻ ở cho trưởng giả đại danh ở nước Ca Tỳ La Vệ. Có một lần nọ thì bà thấy Phật, bà đem cái lòng hoan hỷ và bà xuất bát cúng dường, bởi vì bà là người giúp việc trong vườn của trưởng giả đại danh. Một ngày nọ thì vua Ba Tư Nặc vào vườn của trưởng giả thưởng ngoạn, thì Mạc Lợi Phu Nhân á, cái ngày đó được công cử là cái được cái lệnh hầu hạ tiếp đãi nhà vua. Các vị nhớ là vua Ba Tư Nặc, vua Tần Bà Sa La, vua Tịnh Phạn, tất cả nói chứ chung quanh các cái quốc đại quốc tiểu quốc này thật ra là dòng huyết thống của nhau, không không chú bác thì cũng cô gì, các vị nên nhớ vậy. Nhưng mà bởi vì tôi không muốn giải thích nó ra rườm rà chi, nhưng mà các vị nên nhớ rằng là nó liên quan. Thì cái thời đó dầu rằng thời Đức Phật không nói là phong kiến, nhưng mà nó cũng giống như cái tình trạng phong kiến vậy, là không có cho người ngoài lọt vào, coi như là gọi là chơi chơi với nhau, thì gọi là có cái gì mà cái câu gì mà ngày xưa người ta nói đó,
đó là cái người giàu thì chơi với người giàu, mà có nghĩa là người có quyền thế là chơi với quyền thế đó, là môn đăng hộ đối hay là cái câu gì nữa đó. Thì coi như là vua Ba Tư Nặc mới qua thăm cái nước Ca Tỳ La Vệ và ghé cái vườn của trưởng giả Đại Danh, thì bây giờ mới gặp được Mạc Lợi. Mạc Lợi là một cô gái nghèo nhưng mà có hương sắc. Ngày hôm đó được công cử hầu hạ nhà vua, cho nên được nhà vua cảm mến. Dầu biết rằng Mạc Lợi là kẻ kẻ ăn người ở của trưởng giả, nhưng mà có cái ý tỏ bài với trưởng giả là muốn Mạc Lợi làm phu nhân của mình. Thế là Mạc Lợi bỗng chốc được bước lên cái địa vị vợ vua, nhưng mà thật ra chưa có nói cái tiếng chánh cung nha, chỉ là phu nhân. Bỗng 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 một một chút vậy đã bước lên được cái làm vợ vua. Thì trước khi nói kinh Thắng Mang này đó, thì Phật ở ở vườn của ông Cấp Cô Độc sắp sửa nói cái bài kinh gọi là kinh Pháp Cổ, và có đức vua và phu nhân đến để cùng với tùy tùng đánh trống trỗi nhạc cúng dường để nghe pháp. Thì Phật mới nói là ta nay sẽ đánh trống pháp, sẽ tuyên nói pháp môn chân thường đại ngã. Do ở trong pháp hội này mà vua và phu nhân đối với pháp môn chân thường diệu hữu có lòng tín dễ rất là thân thiết. Dầu rằng vua Ba Tư Nặc và Mạc Lợi phu nhân chưa có tin tin đạo Phật một cách lâu xa, tin Phật sâu sắc, nhưng mà vì khởi cái lòng tin như vậy cho nên mới thầm nghĩ rằng phải chi mà có con gái của mình được đến đây diện kiến và nghe pháp của Đức Thế Tôn thì hay biết mấy. Cho nên hai người mới bàn với nhau viết một cái lá thư và sai một cái vị tên là Hàng Đề La đem tới cho con gái của mình ở cái nước Ayusa. Bởi vì vua cha Mạc Lợi, Ba Tư Nặc và hoàng hậu Mạc Lợi mới nghĩ rằng con gái của mình thì nó là một đứa thông huệ, một đứa lợi căn, một đứa mẫn cán dễ ngộ. Nếu mà nó được nghe Thế Tôn nói là nó có thể thông. Cho nên nếu nếu các vị nghe đạo đó, các vị để ý khi nào các vị nghe một cái lời pháp nào của một bậc tôn túc nào nói chánh pháp đại thừa đó, mà các vị nghe các vị tỏ rõ liền là gọi là thông. Thông có nghĩa là vô ngại tự tại và danh thông. Vô ngại tự tại danh thông có nghĩa là nó không có một cái chuyện gì mà ngăn ngại hết, mà nó làm cho mình rõ nghĩa, mình vui mừng hớn hở mình tiếp nhận cái chánh pháp đó thì gọi là thông. Cái ý thức quán sát có thể mau lẹ giảng trạch thị phi chánh tà thì gọi là huệ. Thông minh mà lại huệ căn nên căn tánh nó gọi là bén nhạy. Thông là không ngăn ngại, tức là nghe đến đâu liền liễu giải đến đó. Mẫn là trực giác ngộ giải mau lẹ, gọi là mẫn, gọi là minh mẫn. Mà trong trong cái quan kinh thì gọi là mẫn cán. Người đời thường gọi là nhạy cảm tức khắc ngộ liền. Những danh từ này đều diễn tả ý nghĩa mau cấp kỳ, mang ý nghĩa thấu hiểu mau lẹ. Do thông minh cho nên thông đạt, do trí huệ nên mẫn cán, do căn tánh lanh lợi cho nên dễ ngộ. Thông huệ lợi căn là khen cái tánh căn của Thắng Mang phu nhân, thông mẫn dễ ngộ là khen cái huệ dụng của Thắng Mang phu nhân. Lợi căn mẫn huệ ở đây nếu có cơ hội thấy Phật nghe pháp thì tất nhiên mau chứng ngộ, giải chánh pháp, tâm được vô ngại. Vô ngại nói một cách cạn là tính giải kiên định, nếu nói nghĩa lý sâu xa là chứng ngộ. Nhưng Thắng Mang phu nhân không ở nước Xá Vệ mà là hiện bây giờ là vợ của vua Hữu Xứng ở nước Ayusa. Vì vậy kịp thời sai cái người đem tin đến Thắng Mang để phát khởi đạo tâm, nghĩa là nhà vua và hoàng hậu Mạc Lợi muốn con gái của mình đối Phật Pháp sanh khởi tín tâm. Và hai vợ chồng thảo luận vấn đề này rồi đó, chính vua Ba Tư Nặc là người chủ động. Mặc lại phu nhân tất nhiên hoan hỷ và thưa đến đại dương rằng phải rồi,
Nay chính đến đúng lúc, hãy lập tức phái người đem tin này đến cho Thắng Ma phu nhân. Tiếp phần chính văn. Vua và phu nhân viết thư cho Thắng Ma, đại lược ca ngợi Phật công đức vô lượng, liền bảo cung nhân tên là Hàng Đề La mang thư đến nước A Du Xà, thẳng vào nội cung, kính cẩn trình dâng cho Thắng Ma. Thắng Ma được thư khởi tâm hoan hỷ, đảnh lễ tiếp thọ, đọc tụng xong thọ trì, sanh tâm hộ, ngưỡng mộ huy hữu. Đây là nói Thắng Ma phu nhân trong lòng cảm ngộ. Bởi vì tại sao mà chưa gặp Phật, chỉ nghe cái lời giới thiệu của cha mình, của mẹ mình, mà nghe cái lời tán thán, mà đọc cái thư xong sanh cái tâm hoan hỷ, đảnh lễ tiếp thọ, ngưỡng mộ. Bởi vì Thắng Ma đã trồng rất sâu căn lành trong quá khứ. Vì vậy nên vừa được ngoại duyên của vua Ba Tư Nạc và mẹ là Hoàng hậu Mạc Lợi, thì trong lòng liền dẫn phát, thấy như là Phật đã khai ngộ cho mình. Nên nói Thắng Ma được thư mà hoan hỷ, mà đảnh lễ, mà tiếp thọ. Đảnh lễ tiếp thọ là cái hình dung cung kính đối với cái thư của cha mẹ gửi đến. Thư cha mẹ quý bằng muôn lượng vàng, nên sanh tâm hoan hỷ. Đọc tụng là đọc văn chữ trong thơ, thọ trì là ghi nhớ ý nghĩa trong thư không quên. Cho nên trong thư lược tán thán công đức của Phật vô lượng vô biên. Thắng Ma trong quá khứ tuy đã lâu đời từng tu Bồ Tát hạnh, nhưng hiện đời chưa có nghe Phật Pháp. Nhưng mà do nhờ cái túc duyên sâu dày trong quá khứ, nên đời này vừa nghe tán thán công đức của Phật, thì bà liền sanh tâm vui mừng, hy hữu, ngưỡng mộ và quý kính. Đây là cái tâm đặc thù khó thấy ở người ít thiện duyên Bồ Đề. Cho nên các Phật tử cũng vậy. Nếu những Phật tử nào mà có cái thiện duyên, có trồng cái căn lành sâu dài, nhiều đời nhiều kiếp rồi đó, thì đời nay huynh đệ mình đâu có biết Phật Thích Ca là ai. Nhưng mà mình nghe tới danh hiệu Phật Thích Ca Mâu Ni thôi, mình nghe tới lời từ bi hỷ xả thôi, là tự lòng mình nó như là bắt được vàng vậy. Còn cái người mà ít trồng sâu căn lành thì ôi nghe thì nghe, nghe cũng như đua như điếc, chẳng có thấu hiểu được gì. Thậm chí xách giỏ đi chùa hàng ngày, ngồi rách áo tràng, mặc áo tràng mà tới mức độ mà hai cái nút có lột cởi ra cởi vào nó thâm đen, tới nỗi mà tụng kinh nó cái mỏ nó nhọn ra, rồi lật kinh tới mức độ mà rách kinh, mòn mỏ bể chuông, nhưng mà chẳng biết Phật Thích Ca là ai. Dầu rằng hì hụp mà lại, hì hụp là lại, nhưng mà cái sự tưởng tượng Đức Phật Thích Ca, tưởng tượng các vị Phật trên bàn thờ là một những vị mà cao bay cao nhảy xa, thần thánh quá, tưởng tượng ban ơn giáng phước, chứ không biết được là Đức Phật kia là gọi là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Cho nên các vị thấy đừng có tưởng đi chùa nhiều, ngồi mòn đít, ngồi lại trầy đầu gối, lại coi như là mục xương mà tưởng ra Phật, thấy được Phật đó. Cho nên tôi nói thật các vị là ngày nay á, là cái đạo Phật mình nó giống như cái cây bồ đề. Cây bồ đề nó bự, nó lớn, dình già vậy, chứ gọi là bồ đề ảnh giá, bá dạng nhân thiên, tam thiên đó. Có nghĩa là cây bồ đề cao đồ sộ, dìm già che mát khắp tam thiên, hoa ô bát nở liền liền, rực rỡ thơm tho cùng thế giới rồi nghe. Nhưng mà thật chắc á, cái cây bồ đề nó mênh mông vậy, chứ có ai thấy được trái bồ đề nó ba lớn đâu. Nó bằng ngón tay vậy không à. Cho nên cái đạo Phật mình ngày nay nó đang bị tình trạng đó. Cái cây bồ đề nó rộng lớn vậy, cái đạo Phật bồ đề nó cao xa, nó rộng mở vậy, chứ cái người tu á, tâm á, cỡ bằng ngón tay vậy. Còn các vị thấy cái như mình nói đơn giản, cái cây mà bò thấp lè tè ở dưới đất, chứ cây dưa gan, ngày trời tôi phái ăn dưa gan cho nên giờ tôi nhắc dưa gan. Trời ơi, cái mùa năm nay tôi ăn được dưa gan á, ăn được 4 trái dưa gan nha.
ăn được bốn trái là mừng lắm rồi đó, trái nào trái nấy á, bằng bằng bắp dế, bắp dế, bắp dế vậy đó. Mà trong khi cái sợi dây dưa gang á, dây nào dây nấy nó bằng cọng điện ha, nó bò lê thê, mà trái nào trái nấy nó bằng bắp dế. Còn cái cây bồ đề á, nó bự diêm già vậy mà trái nào trái nấy bằng ngón tay. Cho nên đạo Phật mình ngày nay nó đang bị tình trạng đó đó, nương bồ đề, giữa bồ đề, cứ đạo Phật đổ thừa đạo Phật là đạo bồ đề, đạo Phật là đạo giác, mà thật sự á, không có giác cái gì hết trơn, không có ngộ gì hết trơn, toàn là bằng ngón tay ngón tay ngón tay ngón tay ngón tay. Phật trời ơi, con nói cái điều này ra con đau khổ lắm. Phật trời ơi, con thương đạo Phật lắm, con thương Phật lắm. Mà nói chứ Phật cũng đâu cần mình thương, mình quý đâu, Phật không cần mấy chuyện đó đâu. Nhưng mà tại vì thấy cái công đức sâu dài của Phật, vì kính quý Đức Phật thì nói vậy, chứ Phật không hề phàm phu như mình nghĩ đâu nghe. Cho nên tôi nói là đạo Phật ngày nay nó mênh mông, nó bát ngát, đi chùa thì nó đầy hết trơn, trời ơi, giành giật tín đồ, rồi coi như rần rần đi tổ chức hành hương cả mười mấy hai chục chiếc xe vậy, chứ nhìn kỹ coi toàn là dân dân gì đâu không trong đó đó, chứ còn được mấy người dân mà đi để cầu nguyện để vãng sinh, chứ mấy người đi để cho bồ đề nở hoa, để cho tòa sen được 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 nhường, để cho tâm Bồ Tát rộng mở đâu. Hay là đi hành hương cả chục xe, hai chục chiếc xe ngày đầu năm, ngày tháng 7, rồi đi hành hương về rồi chửi lộn, trời ơi, trên xe chửi từ khi đi cho tới khi về. Có chứ. Cho nên tôi nói các vị, nó hay lắm, đạo Phật tuyệt vời lắm quý vị ơi. Thôi, hết giờ rồi, nói tới đây thôi. Tuyệt vời lắm. Rồi mới bữa nay là học mình học hết được cái đoạn là do cha mẹ của là Ba Tư Nặc và Hoàng hậu Mạc Lợi sai ông một cái con người tên là Hàng Đề La đem cái thư tới cho con gái của mình ở tại cái nước Ayusa, là cái nước của vua Hữu Xứng, bởi vì con gái có đứa con gái gả cho vua Hữu Xứng. Tới đây ngưng đi nha, thứ năm tiếp mình học từ từ vậy thôi, học đoạn nào cho nó chắc đoạn đó, học đoạn nào cho nó chắc chắn đoạn đó, để mà mình nghe kinh vậy nó mới hay. Học từ từ để học vậy không có hao kinh. Mong rằng quý vị cố gắng nghe đi nghe lại và cố gắng truyền đạt ra cho nhiều người cùng nghe. Các vị cúng dường cho tôi, đền ơn tôi là tôi mong rằng các vị truyền đạt cho nhiều người cùng nghe, bởi vì kinh Thắng Mang này rất là đặc biệt. Và như tôi cố gắng là kinh Thắng Mang này tôi giảng cố gắng là không có đã phá nhiều, và tôi cố gắng là nói danh từ dễ nghe hơn cái bộ kinh Gia Ma Cần. Tôi mong rằng các vị hãy cố gắng cùng tôi vì một lý tưởng mồi cho sáng cái ngọn đèn chánh pháp, và lý tưởng thứ hai là phải phá tà hiển chánh, và lý tưởng thứ ba là phải văn tư tu giới định tuệ để tự mình có được cái giải thoát giác ngộ. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc và hẹn gặp lại vào sáng thứ năm học tiếp cái bộ kinh Thắng Mang này về cái phần tự. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.